800 mấy tiền mình. Đấy, nhưng mà bọn em đi làm mà trốn ra ngoài ấy. Nó cũng như lương công ty mình này. À. Công ty mình ví dụ như là mình không đi công ty nữa mà mình ở nước ngoài sang mình làm công ty may. Mình không làm công ty may nữa mà mình lại mày trốn đi công ty khác, trốn ra ngoài đi làm rau cỏ rồi đi làm ai cũng bảo thì làm ông chọn xây ông bảo đổ bê tông luôn nó cao đây là cái gì cái đấy hơn ông nọ đi xem cả chưa chú ơi để nói cho nhận xem không cứ mục nào xong hay bảo ông cai lam này lam hoa ngay đây này lam con á lam hoàn đây này à đây à lam cúc ở đây lam cúc mới được nhường á Ủa thế là chú mới nước ngoài về đúng không? Dạ, nước ngoài về. Về được 2 tháng. Còn đi không? Thôi đi. À, nhưng mà bây giờ đi làm sao được nhỉ? Bác ở bên công ty chỗ nào? Anh ở bên đại lý Kết Thủy. Kết Thủy à? Ừ. Anh lấy ở đâu? Thì mà sửa tưởng hoàn thiện rồi thì mà lâu lâu lắm rồi. Anh vào đây chắc được khoảng tầm hơn chục ngày gì đó. Mà nghĩ chắc là thợ nó đang hoàn thiện rồi, đi ngó qua cái. Mời chú hôm nào ra tham quan qua cái. À đây đây là nhà tắm à? Ngách nhà tắm. Ừ. Ôi chú thiết kế cái này nó cũng chỗ này nó thực ra nó rộng này nó hơi lãng phí nhỉ? Lãng phí nhưng mà em không thích làm đẹp. Em ở bên kia em thích rộng, làm rộng nó sướng lắm. Ừ. Nó sướng lắm. Nó thoáng, nó không có bị hôi, mùi hôi. Đúng rồi. Em ở bên đấy thì em biết rồi. Bây giờ nhà tắm mà không có chơi làm gì đẹp. Chẳng qua đất đấy là đất thừa không? Ừ. Đất thừa thì mình tận dụng hết. Như là chú này ngăn đôi cho thoải mái. Nếu mà như đang ở khu vực mình bây giờ. Động đây là nhà em.